Những năm qua, nhờ thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, Bình Dương đã trở thành thủ phủ công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp hoạt động ổn định với tổng diện tích hơn 13.600 ha, thu hút gần 4.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Hiện Bình Dương là địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và dịch vụ đã thu hút nguồn lao động từ khắp nơi đến Bình Dương sinh sống và làm việc, nên nhu cầu về chỗ ở cho lực lượng này ngày một tăng cao. Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Dương đặt mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, trở thành thành phố thông minh và đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, là đô thị thông minh của vùng và cả nước, là một trong các đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện đề án thành phố thông minh, Bình Dương là địa phương đầu tiên trong cả nước 5 năm liên tiếp được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ACF vinh danh là một trong 21 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Sau đó là top 7. Gần đây nhất, Bình Dương vinh dự nằm ở top 1 cộng đồng thông minh tiêu biểu thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á Horacic 2023 tổ chức tại Bình Dương vừa qua, thông qua các phiên thảo luận, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã chỉ ra những lợi thế của Bình Dương và gợi mở định hướng để tỉnh tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đó là Bình Dương cần tiếp tục tạo dựng môi trường sống tốt để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư, chứ không chỉ dừng lại ở phát triển hạ tầng công nghiệp. Bối cảnh cạnh tranh mới đang đặt ra nhiều thách thức khác nữa. Trong đó có việc thu hút và giữ chân nhà đầu tư. Bình Dương có hạ tầng công nghiệp tốt, nhưng phía sau công việc, nhà đầu tư cũng cần thêm môi trường sống tốt cho chính họ và gia đình. Nghĩa là Bình Dương cần chú trọng nhiều hơn về chất lượng cuộc sống, tạo ra lợi thế hơn hẳn so với các tỉnh thành khác. Làm sao để Bình Dương không chỉ là chỗ đáng làm việc mà còn là chỗ đáng sống đối với các nhà đầu tư cùng với gia đình của họ. Xác định được tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường sống tốt nhất cho các nhà đầu tư và người lao động khi đến Bình Dương sống và làm việc, những năm qua, tỉnh đã đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nhà ở. Nhiều khu dân cư, khu đô thị mới được xây dựng hiện đại, đẳng cấp và là nơi đáng sống của các cư dân. Không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước, Bình Dương còn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh đến đầu tư các khu dân cư, khu đô thị mang tầm vóc và đẳng cấp quốc tế. Đáng chú ý là các tập đoàn lớn toàn cầu như Gamudaland, Robert Pinkus, Semprop, Tokyo, Capital Land Development, E.ON cũng đã có những dự án đầu tư và hợp tác với tỉnh Bình Dương. Nổi bật trong số đó phải kể đến như tập đoàn Capital Land đã ký kết hợp tác dự án phát triển thành phố thông minh có vốn đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ tại thành phố mới Bình Dương, dự kiến cung cấp khoảng 3.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 13.000 cư dân. Tập đoàn Gamudaland của Malaysia với dự án thành phố thương mại Artisan Park tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng vốn đầu tư 117 triệu đô la Mỹ, diện tích xây dựng 5,6 ha, dự kiến xây dựng 350 căn nhà phố và shop house cùng nhiều công trình tiện ích khác. Hiện nay dự án đang được đẩy nhanh tốc độ thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, hứa hẹn sẽ tạo nên một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển đô thị tại thành phố mới Bình Dương nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Chúng tôi cho rằng năm 2023 là một cái năm nó giống như là một cái năm lửa thử vàng. Thì chúng ta đã chứng kiến thị trường bất động sản nó khan hiếm về nguồn cung. Và thứ hai là người mua nhà họ có cái sự cẩn trọng hơn trong các hoạt động đầu tư. Và các doanh nghiệp về bất động sản họ cũng đang giải quyết các bài toán kinh doanh. Mặc dù vậy, Gamudaland vẫn đẩy mạnh cái việc M&A các dự án. Bình Dương là một địa phương vẫn có rất là nhiều tiềm năng phát triển bất động sản mà không nơi nào có thể so sánh được. Và Gamudaland cũng đang tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư của mình, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
Xác định phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần ổn định thị trường bất động sản, nâng cao điều kiện sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở các địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng Bình Dương theo hướng đô thị thông minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 4290 ngày 24 tháng 12 năm 2014 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được căn cứ vào chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định số 2127 ngày 30 tháng 11 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dự báo, đến năm 2025, dân số tỉnh Bình Dương sẽ tăng lên 3,25 triệu người. Mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh đến thời điểm đó là 31,5 m2 trên một người, so với năm 2021 là 30,5 m2 trên một người, tăng 1 m2 trên một người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố lên 65%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Phấn đấu đến năm 2030, phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người lao động. Để đạt được các mục tiêu trên, Bình Dương đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó có việc huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở. Kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở đã giúp Bình Dương có những định hướng rõ nét, mang lại nhiều lợi ích cho người dân như huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân và các đối tượng xã hội còn khó khăn về nhà ở, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Do cái tình hình suy thoái kinh tế và một số cái điều chỉnh chính sách của nhà nước liên quan đến luật nhà ở, luật lao động thì nó cũng có phần nào đó tác động đến cái thị trường bất động sản. Nhưng theo kinh nghiệm mà làm trong cái lĩnh vực dịch vụ quản lý và khai thác bất động sản cũng như là kinh doanh ấy, thì Khuê đánh giá là ở Bình Dương thì nó lại khác với các cái nơi khác. Là gì? Ở Bình Dương cái nhu cầu người ta muốn mua nhà ở là cái đó là nhu cầu thật. Vì sao ạ? Bởi vì ở Bình Dương là một cái tỉnh nó tạo được công ăn việc làm với tốc độ đô thị hóa thì nó cứ tăng dần. Và khi tốc độ đô thị hóa tăng dần như vậy thì và cái nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp ở Bình Dương đang rất là tăng. Và đặc biệt Bình Dương hiện nay về thu nhập bình quân đầu người như đang đứng đầu cả nước. Và như thế thì cái thứ nhất là về việc làm này, về cái thu nhập này, về tốc độ đô thị hóa này. Vì vậy thì cái nhu cầu mà của cư dân muốn mua nhà, sở hữu nhà Bình Dương là nhu cầu thực. Và vì vậy tôi đánh giá là thị trường bất động sản cũng như là thị trường nhà ở Bình Dương ở phân khúc tầm trung và tầm thấp cho người lao động là vẫn sôi động. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mình, Bình Dương đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9 đến 10%. Cơ cấu kinh tế các ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62%, 30%, 2%, 6%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 393 triệu đồng đến 419 triệu đồng, tương đương 15.000 đến 16.000 đô la Mỹ. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 30 đến 35%. Những yếu tố đó là tiền đề để Bình Dương tiếp tục gia tăng nhu cầu về nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực, gia tăng lực lượng lao động. Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, Bình Dương là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn và có tầm nhìn, nhất là khi cơ sở hạ tầng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, kinh tế xã hội phát triển ổn định, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đã thu hút nhiều lực lượng lao động và chuyên gia đến làm việc, sinh sống, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh, phát sinh nhu cầu về nhà ở gia tăng qua các năm theo tốc độ tăng dân số cơ học. Hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các bất ổn về chính trị trên thế giới đã làm cho kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, kéo theo thị trường bất động sản bị điêu đứng. Song với những lợi thế sẵn có, các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào sự phục hồi của thị trường bất động sản tại Bình Dương trong thời gian ngắn. Minh chứng cho điều này chính là các dự án khu dân cư, khu nhà ở tại Bình Dương đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Gamuda Land hiện nay đang triển khai dự án khu nhà ở Artisan Park tại thành phố mới Bình Dương. Thì tổng dự án này nó bao gồm 349 căn nhà phố liên kế. Thì hiện nay chúng tôi đã cất nóc được khoảng hơn 50 căn và trên 170 căn còn lại là đang trong quá trình xây dựng và
và hoàn thiện cái phần kết cấu bê tông. Thì trong tháng 12 này chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thêm khoảng 69 căn nhà phố ở trong cái khu G1 và G9 nữa. Chúng tôi đã cùng với nhà thầu chính đã tổ chức thi công và huy động nguồn lực rất lớn. Hiện nay trên công trường thường xuyên có hơn 1.200 công nhân cũng như là cán bộ kỹ sư đang làm việc cùng với cái việc hỗ trợ của các máy móc trang thiết bị đầy đủ. Cho nên hiện nay tiến độ xây dựng mặc dù là chỉ diễn ra trong 4 tháng nhưng mà tiến độ đã hoàn thành được trên 25% tổng khối lượng và chúng tôi đang vượt tiến độ so với kế hoạch khoảng 5%, nó tương đương với khoảng 0,5 tháng. Và dự kiến trong tháng 12 thì trong cuối tháng 12 thì chúng tôi sẽ triển khai thi công 57 căn nhà phố còn lại của khu K5. Thì với cái nguồn lực hiện có cũng như là cái năng lực tài chính và cái việc tổ chức thi công rất là tốt cùng với cái điều kiện thời tiết thuận lợi thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái dự án này sẽ hoàn thành sớm tiến độ và dự kiến nó hoàn thành vào khoảng cuối tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những định hướng chiến lược và giải pháp khả thi về phát triển nhà ở đã đề ra, thị trường bất động sản Bình Dương sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Đây sẽ là động lực cho các doanh nghiệp đầu tư bất động sản đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, từ đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Bình Dương diễn ra nhanh hơn. Có như vậy mới tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, xây dựng Bình Dương trở thành nơi an cư, lý tưởng cho mọi người khi đến lập nghiệp.